Chào các bạn, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái loạt bài hướng dẫn về writing, mà hôm nay thì mình sẽ tập trung vào cái writing task 1, tức là viết biểu đồ. Thì cái đề bài mình đã gửi lên cho các bạn xem trong cái Facebook group. Hôm nay thì chúng ta sẽ thảo luận những cái từ vựng, những cái cấu trúc hay, cũng như là chúng ta sẽ bàn về kỹ năng phân tích dữ liệu. Ok, bây giờ mình sẽ tập trung vào cái đề bài. Hôm nay thì bài có đến 3 cái chart tương đối phức tạp. Chúng ta sẽ phân tích từng cái chart và sau đó chúng ta sẽ tìm những cái điểm tương thông, tương đồng, liên kết những cái chart này lại với nhau. Ok, với chart 1, nhìn sơ thì chúng ta cũng thấy là chúng ta phải group dữ liệu lại với nhau. Cái group ở đây sẽ là group 1 đó là France và Japan. Ok, là có cái dữ liệu từ đầu tuần đến cuối tuần rất là ổn định. Ok, dữ liệu stable ha. Ok, và hầu như không thay đổi ha, almost constant. Rồi đây chúng ta nhìn thấy, và riêng với cái nhóm mà Canada và Russia thì chúng ta thấy rằng dữ liệu trong tuần đó đang đi bình bình thì nó lại tăng vọt lên cuối tuần, nó có surge tăng vọt ha. Và chúng ta thấy dùng cái từ quen thuộc là rise sharply. Ok, riêng đối với đất nước Argentina thì dữ liệu cuối tuần là hầu như đúng này, là đúng là phân nửa của dữ liệu đầu tuần luôn nha. Vì thế chúng ta có thể sử dụng từ half hoặc là động từ half. Ok, từ half, half mình đọc theo giọng Anh thì nó hơi dài chữ A các bạn. Riêng với người Mỹ thì cái từ họ không đọc là half mà họ đọc là half, và không có cái vì đó là chữ A bướm nên nó không có âm âm kéo dài. Ok, bây giờ thì mình sẽ cần, đây là những cái viên gạch chúng ta cần xi măng cắt đá ha, để chúng ta xây lại cái bài viết của mình. Ok, để khởi động một cái dữ liệu chúng ta có thể sử dụng những cái cụm từ như là regarding. Đấy, regarding tức là chúng ta nói về, đề cập về. Và chúng ta có thể sử dụng cụm từ là in terms of. Ok, xét về. Ok, thì theo những cái tác giả cũng như là những giám khảo thì họ khuyên chúng ta không nên sử dụng những cái từ như as can be seen from the chart, những cái câu rất là sáo ngữ. Ok, chúng ta nói thẳng vào luôn. Bây giờ mình có thể bắt đầu viết rồi các bạn. Và lưu ý thì khi chúng ta nói hai loại dữ liệu, chúng ta đưa hai cái dữ liệu gần nhau thì chúng ta phải sử dụng cái từ quan trọng, đó là từ gì? Từ respectively. Ok, chút xíu nữa thì mình sẽ nhắc lại các bạn cách sử dụng của cái từ này. Ok, rồi, và riêng với cái từ stable và almost constant. Ok, chúng ta có thể sử dụng động từ remain. Ok, bây giờ mình bắt đầu viết nha các bạn. Phần viết này thì thầy sẽ đổi cái màu mà chữ xíu cho các bạn dễ nhìn thấy. Ok. Ok, in terms of. Ở đây thì trong bài người ta sử dụng từ electricity used. Chúng ta sẽ đổi cái từ used này lại thành use là now. Ok, và chúng ta đổi thẳng thành chữ consumption nghĩa là tiêu thụ. Ok. Consumption. Chúng ta viết lại electric city là cái use, và chúng ta có thể sử dụng chữ consumption. Thì chúng ta bắt đầu như vậy là chúng ta đã đưa ra cái tiêu chí của dữ liệu rồi. Chúng ta sẽ đi vào phần số liệu của nó. Số liệu thì đương nhiên sẽ trong đầu chúng ta sẽ có cái từ là the figures. Ok, the figures. Nếu các bạn muốn cho cái câu văn mình nó dài hơn chút
Thì một số giám khảo nói rằng chúng ta vẫn có thể sử dụng cái từ là it is clear that, như đó là sự hiển nhiên, rõ ràng là rất là hiển nhiên, nó đập vào mắt chúng ta khi chúng ta nhìn vào cái chart rồi chúng ta thấy là ok, France với Japan là nó đều 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 ok. The figures for, rồi đối tượng là ai đây? The figures for, đương nhiên là chúng ta đang nói phải nói không chỉ là đề cập đến quốc gia mà chúng ta đề cập đến những bệnh viện tại những quốc gia này. Ok, và chúng ta sẽ đổi cái từ France và Japan thành cái tính từ, ok, cho nó dễ viết. French and Japanese hospitals. Sở dĩ chúng ta sử dụng từ the figures for ở đây được là bởi vì chúng ta đã có dùng in terms of cộng với lại cái dữ liệu của tiêu đề là electricity used. Ok. Và chúng ta đã có từ rồi, chúng ta chỉ đây là phần cắt đá của chúng ta. Thầy sẽ sử dụng hơn là thầy sẽ nói là remain almost constant. Mà ở đâu vậy? Thời kỳ nào? Nó có thời kỳ rõ ràng. Tức là nó suốt tuần đúng không các bạn? Ok, chúng ta sẽ sử dụng. Nếu như mà chúng ta sẽ suốt tuần. Ok. Throughout. Chúng ta có thể nói là cả. Weekdays and weekends. Hoặc chúng ta có thể nói là suốt tuần đi. Chúng ta sẽ viết suốt tuần như các bạn. Ok. Throughout the week. Ok, chúng ta viết đơn giản hơn. Đây. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng một cái cấu trúc ngữ pháp, đó là chúng ta sử dụng gerund, động từ thêm ing đó, ing verb đó, để chúng ta tiếp nối câu. Và rõ ràng là chúng ta thấy là dữ liệu của France và Japan nó chỉ dao động giữa con số từ 20, 33 đến 31, ok, từ 19 đến 17. Ok, chúng ta sẽ viết rõ ra điều này. Fluctuating between, chúng ta sử dụng chữ between sao động từ fluctuate. Con số mấy? Chúng ta sẽ sử dụng con số gì? Con số trung bình. Ok. Ok. Riêng với câu này, nếu thầy không muốn sử dụng câu này, các bạn nghĩ thầy có thể viết câu nào khác? Thầy có thể sử dụng cái câu cấu trúc là với cái giá trị trung bình đúng không? Giá trị trung bình là median values. Ok. Vì có hai con số cho nên chúng dùng values thôi nhiều nha. Và ở đằng sau chữ with là cấu trúc là nó là mệnh đề chứ không phải là một câu. Vì thế động từ to be không được chia bình thường mà chúng ta sử dụng being. Ok. Being 32 and 18. Ok. Và lưu ý như thầy đã nói phía trên thì có hai dữ liệu chúng ta phải sử dụng từ trạng từ respectively ở cuối câu. Ok, chúng ta đã viết xong một nhóm quốc gia. Bây giờ chúng ta lưu ý đến phần dữ liệu tiếp theo đó là ok. Dữ liệu giữa đất nước nào đây? Chúng ta có Canada và Russia. Ok. Và chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc thứ hai thầy nói đến. Ok. Cái phần mà bài giải thích thầy sẽ dùng màu màu xanh da trời để cho các bạn dễ theo dõi nha. Ok.
Là phần số 1 chúng ta đã xong tới đây. Vậy bây giờ chúng ta qua số 2. Ví dụ số 2 chúng ta thì đề cập đến chúng ta sử dụng cấu trúc there is à. Đúng không? Yeah. An increase hoặc là search gì đó hết các bạn. Ok. Các bạn có thể sử dụng từ điển để tra những cái từ cần thiết cho mình. Ok. Ngoài chữ increase, chữ search, còn có chữ climb, leo trèo, nó cũng là một cái từ chúng ta nói về tăng. Hoặc chữ spike, S-P-I-K-E, ok. Nếu mà nó giảm thì chúng ta sẽ nói là decrease, phải không các bạn? Ok, gì đó, ok. Và nó sẽ cộng với cái in, rồi cộng với cái đối tượng chúng ta. Ở đây là gì vậy? Ở đây một cái đối tượng, thì đối tượng thì ghi cụ thể là electricity. Electric city use. Ở trên mình sử dụng consumption rồi. Ở dưới đây mình làm cho nó ngắn gọn lại. Ok. Hoặc chúng ta có cấu trúc là chúng ta sẽ ghi tên quốc gia. Ok. Ok. This is country's name. Chúng ta sẽ cộng với chữ seas. Rồi chúng ta phải cộng lại chung cái mệnh đề này. Ok. Chúng ta viết tiếp này, ok. Và bây giờ thì mình đã có cái công thức, mình sẽ cảm thấy rất là dễ chịu, chúng ta viết tiếp thôi. Thầy sẽ sử dụng một cái cụm từ hơi academic để chêm vào cho dễ viết. This is note worthy that this is also noteworthy that Canada and Russia both see. Ok, chúng ta ở đây vì là quốc gia, có hai quốc gia cho nên chúng ta sử dụng động từ see ở plural, ok, ở số nhiều. Both see. See cái gì đây? See ở đây không phải là thấy mà là chúng ta dùng cộng cái cụm, thầy nhắc lại công thức này, cái formula này cho các bạn, đó là cái này đều nói đến cái sự tăng, nhưng mà động từ see này chúng ta tạm gọi là trải qua, trải nghiệm ha, có chúng ta không dịch là thấy ha, khó nhưng chữ thấy nên nó không có phù hợp với lại cái văn ngữ cảnh của Việt Nam mình. Ok, chúng ta có thể nói là có một cái gì thầy ở trên thì có nói đấy, search và là right sharply ha. Right sharply thì thầy đổi thành nhân từ tính từ trước thì thầy ghi là a sharp rise. Ok. In electric city use at the weekend. Ok. Rồi. Tăng bao nhiêu các bạn? Increasing from bao nhiêu đây? Chúng ta thấy là Canada là từ 27 đúng không? To 38 megawatt. Và còn Nhật Bản thì ở nước Russia thì là sao? Nó Russia thì from 12 to 24 cũng là megawatt ha, ok. Megawatt. Ok. Và nhớ là chúng ta đừng thiếu chữ respectively. Và đương nhiên thì chúng có một sự tương phản, cho nên chúng ta cụm từ này chúng ta đã quen rồi. Những cái từ mà nói chúng ta có từ là by contrast. Lưu ý cái này nha để mình viết tiếp. By contrast. Bây giờ mình đổi từ hết các bạn ha, mình sẽ hết từ nó rồi. Mình đã có electricity use consumption. Ok, ở đây có chữ use thì bỏ chữ use nha, phải sử dụng chữ consumption thôi.
Electricity thì mình đương nhiên mình đổi qua thành gì? À, thành power. The power usage in Argentina. Ở cuối tuần ha, to the end, towards the end of the week. Mình đổi cái từ weekend thầy ha. Is nearly half, đúng không? Phần nửa thôi. Chỗ này mình viết được nè. Ở đây là đầu tuần nè. Thứ hai là 9 nè, đây 5 nè, ha, 5 thì gần như là 6 5 thì nó hầu như là phần nửa, chúng ta xem nearly half. Half cái gì? Half cái power use ở ở đầu tuần. Và vì chúng ta không muốn nhắc lại ha, cho nên chúng ta sẽ nhớ cái cấu trúc cho thầy quan trọng phải học, đó là that of. Chúng ta sử dụng that of để chúng ta không lặp lại cái từ mà chúng ta đã sử dụng ở phần phần chủ từ rồi. Ok, nearly half of. Ok, nearly half of, half, nearly half. Half là một cái determine ha, nó là half, half of that, on. Chúng ta thấy không, nó phần nửa cái số mà 9, 10, 9, 9 nè, rồi tới thứ Friday. Đối với người phương Tây, chúng ta biết là từ chiều thứ sáu là chúng ta tính những weekend, ok? Thì chúng ta sẽ xem như là con số 5 này. Ở đây chúng ta có thể ghi rõ luôn ha, cuối tuần chính là đó chủ nhật đó, thì gần như là phân nửa của con số 9 số 10 này nè. Half of that on week days. Ok. Rồi. Như vậy chúng ta đã hết một cái chart 1. Vì cái thời lượng của video thầy sẽ chia ra làm 3 đoạn, cho nên phần này tạm thời thầy sẽ ngừng lại để thầy sẽ post lên một cái video clip trong cái đợt thứ hai. Ok.